nhiều dữ không? Cô chú anh chị nào mà rảnh rảnh thì hôm nay chuẩn bị rổ ra bao bịch gì đó đi bắt ốc với em nha. Cũng là cái đường này này mọi người. Cái đường này em đi bẻ măng này. Hôm nay em lại đi bắt ốc cũng con đường này luôn. Đấy. Thì mấy hôm nay trời mưa ấy. Cái trời nó cũng lạnh nữa, âm u nữa. Hôm nay nắng nắng lên một xíu thì em làm xiên đi bắt ốc về để dành ăn. Mấy hôm trước có mưa ấy mọi người. Thành ra nước hôm nay chảy mạnh ơi là mạnh luôn. Mà bữa nay nước nó chảy mạnh thật ra rong rêu cũng nhiều lắm. Nên hay bị trơn trượt lắm. Cơ mà em đi bắt ốc là em phải đeo ủng nha. Chứ em cũng sợ lắm. Em sợ trơn lắm mọi người. Đấy. Thì đeo ủng nước nó cũng vào nhưng mà kệ nó thôi. Nhưng mà em mò mò em dậm dậm em lại đỡ nhựa cho em. Đấy. Thì hình như cái bắt ốc này nó cũng có cái đam mê ấy mọi người. Cứ mà em làm vườn hay em làm việc mà em mê mà em thấy rảnh rảnh một phát là cái tự nhiên trong cái đầu em là nó hứng lên là phải bắt ốc bằng được vậy đó. Đấy. Bắt mà nhiều lúc mà trúng cái ủng nào mà nó nhiều nhiều ơi. Ta nói phê lắm, thích lắm mọi người ơi. Đấy hôm nay hai mẹ con này bắt ốc mà anh cu đấy. Anh cu thì cũng bắt đấy. Nhưng mà nó cũng không có đáng kể đâu mọi người. Ổng mò mò tí xong bắt ổng phá, ổng nghịch rồi là ổng lao, ổng nhảy, ổng làm đủ kiểu hết trơn á. Mình mò xa ổng nha. Chứ mà mò gần ổng lâu lâu cái ổng làm cái tổng một phát là ta nói là nước non đầy mặt mày luôn ấy. Đấy. Đấy, trúng ổ rồi này mọi người. Đây đây. À, trúng cái ụp này nó hơi nhiều nha. Đó, to không ấy. Đấy, thích chưa? Một nắm mà chỉ bỏ một con nhỏ chứ mấy, đã chưa? Thường này thường thì cái ốc này á, cô chú anh chị làm món gì cho ngon? Em á thì ngoài xào xả ớt với luộc ra thì em cũng chẳng biết làm món gì ngoài hai món đó, cứ thay nhau làm hoài luôn á. Mà hồi xưa nha, hồi trước ấy, em còn chưa biết bắt ốc đâu. Thì em ăn ốc em cũng thấy bình thường, cũng chẳng có gì hấp dẫn cả. Thậm chí là không có thích đấy mọi người, ăn cho vui thôi chứ không có thích. Còn bây giờ hình như là nó bị nghiện rồi, thèm nha. Cứ vài ba hôm mà em không đi bắt con có ốc ăn là em lại thấy thèm nha. Đấy là bắt đầu trong đầu em nó lại nhảy lên chữ đi bắt ốc. Nước thì nó chảy mạnh nha mọi người. Nhưng mà chảy mạnh từng nào thì có ốc từng nấy. Nhìn vậy thôi. Nhưng mà mình mò nhẹ nhẹ thôi nha mọi người. Chứ mình mà mò mà nó trôi đi là tìm không thấy luôn ấy. Nó trôi nhanh lắm. Tại vì nước nó chảy mạnh ấy. Lừ ra như thế thì biểu làm sao mà không bắt cho được. Chị là chị thích mấy em như thế lắm đó. Cũng có hồi á thì ốc nó sẽ nằm là dưới những cái đá. Nhưng cũng có hồi á lại ốc nó lại nằm dưới cát nha mọi người. Chứ không có cụ thể là nó nằm ở đâu mọi người ạ. Trời hôm nay nói chung là cũng có nắng ấy mọi người. Nhưng mà khi mà em đi xuống đây thì bao nhiêu cái nắng cái nóng nó đâu hết trơn, không thấy gì hết trơn. Các em đi tới một đoạn nữa ấy mọi người. Đây. Không biết tới cái giờ ấy gì ấy mọi người ơi. Mà em nói là nó lên quá trời lên luôn. Ốc to ốc nhỏ gì nó lên đầy bờ luôn ấy mọi người. Đây này. Đó, nhìn đã chưa? Đấy 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 đấy. Em quay thôi mà em còn thê phê nữa chứ đừng nói em nhặt nha mọi người. Cái này thì hỏi sao mà không bắt cho được. Thứ nào mà chịu nổi cái thể loại này hơn phải không mọi người? Đấy. Đấy, thấy không nó đi kìa. Không biết là trúng cái ngày hôm nay nó trở trời hay là tại hôm nay trúng cái giờ nó hay sao ấy. Trời ơi nó lên này, nó lên này, nó đã cho mọi người. Đấy, cực kỳ đã luôn. Đấy, đấy, mọi người nhìn xem. Đấy, thế nào mà chịu nổi, thấy không? Biểu sao mà em không hiện cho được. Đấy, đi nhặt thôi là thấy phê rồi. Nó cứ thế là nhặt thôi, không cần mò luôn á. Cái con nhỏ nhỏ này thôi tha cho em nó đi mọi người. Cái trời nó lớn lắm mọi người. Mình chỉ nhặt những con to thôi. Bỏ lại những con nhỏ nha mọi người. Đấy, nó lên này, đó. Mẹ to chưa? Đấy, nó lên dễ sợ chưa? Mà dạo này á, ốc nhỏ không, ốc to cũng không có nhiều lắm đâu mọi người. Ốc nhỏ không à? Đây này, cái này là em mới bắt được một ụp đây, 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 đây. Đây, mọi người nhìn cái ụp này mà em vớt lên mà mọi người không xỉu ngang thì thôi đấy. Đấy, trời, tuyệt vời luôn. Đây, nhưng mà mình nhặt ốc to thôi nha mọi người, ốc nhỏ nhiều lắm. Cái này không phải mẹ bỏ xuống, mẹ ốc to cho mình thả ốc nhỏ lại. Anh cu làm câu chấn động. Con chim nhỏ. U cha. Nhưng mà nhiều nhỏ ấy. Đấy là cái này không phải mẹ thả thôi. Cô mẹ thả là toàn con to. Ủa ốc này không phải mẹ bỏ. Ông nghĩ là mình quay video thì là mình bỏ lại mình hốt cho nhiệt. Chứ ông đâu có nghĩ là khi mà mình bỏ hay xuống như thế là nó sẽ trôi hết. Nó trôi theo dòng nước hết, nước nó chảy mạnh mà làm sao nó ở được. Đúng không mọi người? Nhờ ổng quay, tại vì cái chỗ này nước nó chảy mạnh quá ấy, mình không có để được cái cây ấy mọi người. Cái nhờ ổng quay, ổng làm câu sang tránh tâm lý luôn vậy đó.